Anh em mới đống xương ngựa quá là khủng khiếp mọi người nhé. 2 tháng này mới, 2-3 tháng này mới lấy được một mẻ xương ngựa. Hôm qua nay là Tết độc lập, đồng bào mới ăn thịt ngựa nhiều mới mua được tạ xương 3 con ngựa. Đây là 3 cái đầu luôn mọi người nhé, 3 cái đầu ngựa luôn. Đấy, đây cho mọi người xem này. Đầu ngựa có răng hàm trên đây mọi người nhé. Đấy, trâu thì nó không có răng hàm trên đấy, đầu ngựa nó dài như này, dài đầu, đầu bò thì không như này rồi các bạn. Đấy, còn đây là móng nhé, đấy, lấy cho mọi người cái móng luôn này, móng ngựa này, móng ngựa nó tròn như này luôn. Đấy, nhưng còn móng trâu, móng bò thì nó chẽ ra làm đôi mọi người nhé, móng đôi, móng ngựa là một móng một này. Đấy, hai anh em hì hục suốt từ trưa là 3 bộ xương ngựa 100 cân. Hôm nay toàn ngựa to.